Khoảng 18 giờ chiều ngày 10 tháng 7 năm 2022, nhóm gồm có 5 người đi tắm biển tại bãi tắm Mỹ Á, tổ dân phố Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ. Khi đang tắm biển, 4 người trong nhóm bị đuối nước. Người dân phát hiện và được cứu vớt kịp thời 2 người. Hai người còn mất tích là Lê Thanh Quang sinh năm 2006 ở phường Phổ Quang và Nguyễn Thành Được sinh năm 1987 ở phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ. Từ chiều tối qua, đồn biên phòng Phổ Quang, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phối hợp cùng các cơ quan chức năng, người dân địa phương tích cực tìm kiếm. Đến sáng nay đã vớt được thi thể nạn nhân Lê Thanh Quang và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện tại các lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một nạn nhân còn lại.